cuốn con của Siro ngày hôm nay. Úi trời ơi, đây, quay trên cùng cái chuồng để cho mọi người thấy này. Hôm nay nó to như thế nào. Đây, thằng đằng sau cùng là thằng đực đen. Đấy, đực đen. Đực hôm nay nhìn nó sẽ to hơn cái rồi. Đấy. Phải tháo cái dây vì cái dây cổ của nó to quá rồi. Lẽ ra là đàn cún này là đã cho sang trại ở để cho nó rộng rãi rồi. Nhưng mà vì cái đợt này nó toàn mưa dông này kia, mưa rào mưa dông liên tục cho nên là lại tạm thời chưa cho sang vội. Mấy hôm nữa mới cho sang. Đấy, đèn này quá đẹp dài luôn. Chờ cuối tuần này đen về nhà chủ xong thì cho bọn này sang trại. Đây này, để mọi người sẽ nhìn cho nó ngày hôm nay này. Và mọi người để ý ấy, mọi người để ý là cái chân của con cún con nó rất là khỏe. Đây, nhìn cái chân của nó này, chân nó đứng này, khi nó thác nó đứng này. Bây giờ chúng nó đang hóng như này đấy, nhưng mà nhìn cái chân, cái khung giả sử như là cái chân đấy, khi nó di chuyển ấy, cái chân nó sẽ rất là chắc. Có ấy, thì với cái bọn cún con này nó hơi thiếu vận động một chút, và là cái vận động dài thì cái chân sau của nó hơi yếu hơn bình thường một chút xíu thôi, còn cái chân trước của nó khỏe mạnh hoàn toàn bình thường. Tức là để mọi người thấy là cái thực tế này, khi mà nuôi con cún mà đây, khi nó đứng này, nhìn cái khung chân sau của nó hoàn toàn khỏe nhá. Nhìn như thế là so với bình thường là khỏe, nhưng nếu nó được vận động dài thì cái khung chân sau nó còn khỏe hơn nữa. Khung chân trước thì có thể đây là cái mức khỏe nhất của chúng nó rồi. Đây, nhìn cái khung chân trước của nó. Để cho mọi người thấy một cái thực tế là để mà nuôi một cái con cún mà cái chân của nó yếu là nó không dễ đâu. Con cún ấy, bởi vì gần đây ấy là ở trên thông tin mạng xã hội là thấy ở trong cái hội nhóm những cái người nuôi con chó rốt thì thấy có một cái xì căng đan nói qua nói lại. Mình thì mình cũng không có thời gian để mình quan tâm những cái việc cái lắm, nhưng mà có nói về cái việc chân con chó nó yếu, và hay là chân con chó nó, cái chân sau của nó rất yếu, thì để mà nuôi thì để cho nuôi mà con chó chân nó yếu như thế thì nó khó lắm. Cái đấy là thường là do cái cấu tạo cơ thể của con chó. Còn con chó bình thường ấy, đây là thực tế này, nuôi nhá, đến bây giờ là con chó nó như thế này rồi, và thỉnh thoảng mới thả ra bên ngoài chơi thôi. Đây. Mà con chó khung nó rất khỏe, bởi vì tầm này con chó nó nghịch lắm. Đây này giả sử như con cái tím này là chủ nó cũng gửi lại nuôi này, là cái dây của nó chưa tháo ra được, dây nó hơi chặt quá rồi, cho nên phải tháo dây của con đen và dây của con hồng. Đây là con hồng này, cái hồng đầu tiên này, đực đen thứ hai này, nhìn nó to hơn này, cái tím thứ ba này. Đấy, cái đấy, cái đây cái tím thứ ba này và cái đỏ thứ tư. Đây con đực này, con đực hôm nay nhìn cái mặt nó hơi khác rồi, nhìn cái mặt nó hơi kiểu trán nó to hơn so với con cái. Đó, cho mỗi đứa một hạt nhá. Lần lượt mỗi đứa một hạt, lần lượt. Nó sẽ rất là ngoan. Nếu mà mọi người, những cái con cún của mọi người ấy mà nó mà theo cái kiểu là nó gọi là nó háu ăn mà nó cứ gặm vào tay ấy, thì tốt nhất là cứ đưa cả cái tay vào, đưa cả ngón tay vào cho chúng nó nhìn thấy. Đấy, thì nó sẽ chỉ lấy đồ ăn thôi chứ nó không có cắn mạnh. Còn nếu mà rơi rồi, nếu mà mọi người mà cho nó mà cho mớm nhá, đấy như vừa rồi nó rơi là bởi vì là tay mình đi đút ngang, không kịp gạt cái hạt xuống, cho nên là nó gặm cái tay, là nó gặm rất là hờ, chứ nó không có cắn vào tay, thành ra nó mới làm rơi cái hạt. Đó, cái đỏ này, cái tím này, đực đen này, cái hồng này, đó. Rồi tạm thời thế. Thời tiện cái video này thì cũng cảm ơn bạn chủ. Cảm ơn bạn chủ của Đực Đen
Cuối tuần này mới đón, nhưng mà bạn ấy gửi tặng cho đôi giày để đi để dắt chó đi chơi. À, rất là cảm ơn. Hơi bị không quen nhận quà, nhưng mà thôi, các bạn có lòng, các bạn gửi rồi thì cũng vô cùng cảm ơn. Đó, đây là quà của bạn Đực Đen. Đực Đen này là về sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chủ của Đực Đen này là thường trú ở Bình Dương, sống thành phố Hồ Chí Minh mà gốc thì ở Bắc Ninh. Bạn chủ Đực Đen này là bạn Tuấn. Qua cái video này thì cũng gửi lời cảm ơn Tuấn nhé. Đực Đen thì vẫn phát triển rất là tốt. Đến ngày hôm nay ấy, thì là con chó, các cái con cún con này, nó đã thay cái lớp lông đệm này đó. Mọi người sẽ nhìn và mọi người sẽ so với lại những cái video trước đây. Mọi người sẽ thấy là bây giờ là cái lông của con chó là nhìn nó rất là bóng này. Này. Vì như mình đã nói ấy, như lúc trước ấy, nó chỉ là cái lông bông của con chó thôi. Nó là cái lớp lông gọi là lông sơ sinh. Đến bây giờ con chó nó mới thay xong cái lớp lông sơ sinh đấy. Nó mới vào cái lớp lông chó con, là cái lớp lông sợi ở bên ngoài và lớp lông đệm ở bên trong. Thì lông của nó mới nhìn thấy cái độ bóng đó. Mọi người sẽ nhìn thấy cái lông của nó có độ bóng. Nó vẫn chưa thay lông xong hoàn toàn đâu. Cho nên là nhìn cái lông của nó chưa có độ mượt lắm, dù nó rất là bóng nhưng mà nó vẫn có cái độ hơi lởm chởm một tí vì cái lớp lông đệm ở bên dưới của nó còn đang chưa đủ. Đó, cái là đấy là cái đặc điểm của từng cái thời điểm của con chó. Với cái con chó rốt mà nó còn giữ được cái độ chuẩn của cái bộ lông thì cái lông của nó sẽ là lông hai lớp toàn ở trên toàn thân. Bao gồm cả ở người và ở cổ gáy. Còn với những con mà cái lớp lông hai lớp của nó đã có độ gọi là độ 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 thay đổi cái lớp lông hai lớp, có thể là do nó sống ở cái điều kiện thời tiết khí hậu nóng một thời gian dài thì nó sẽ gần như là nó mất cái lông hai lớp ở trên người của nó. Và nó chỉ còn cái lông hai lớp ở phần cổ gáy thôi. Tức là phần cổ gáy lông nó sẽ dày hơn, nó sẽ có hai lớp, một lớp lông đệm bông và một lớp lông sợi. Nhưng mà với những cái con chó mà nó còn giữ được nguyên cái bộ lông ban đầu của nó theo cái con chó Đức thì nó như bọn này. Mọi người sẽ thấy là cái lúc bé nó toàn là cái lông bông thôi. Nó không có lông sợi, nhìn trông con chó nó không có bóng tí nào trừ mỗi cái mặt của nó. Cái mặt của nó là cái sợi lông sợi luôn. Thì nhìn cái mặt nó bóng thôi, còn cái người của nó mọi người sẽ thấy là cái người của nó toàn lông xù. Nhưng mà như bây giờ này. Như bây giờ là con chó là lông của nó sẽ là lông bóng. Đó. Đó, để cho mọi người nhìn cái thực tế cái con cún. Này thì nó cao lắm rồi. So với lại cái chuồng này đến hôm nay thì nó cao lắm rồi. Và hôm nay thì cái con chó nó đã có cái răng sữa là chúng nó đã rụng và chúng nó bắt đầu chúng nó chớm, vẫn còn những cái răng sữa nhưng mà mấy cái răng cửa là nó rụng rồi. Bây giờ là nó ra cái lớp răng gọi là cái răng lâu dài rồi, răng trưởng thành. Đây, nhìn như con này này là cái răng nanh vẫn là răng sữa này. Đây, con này cũng thế này. Tầm này là con chó bây giờ là con chó là đẻ vào tháng 2, bây giờ là tháng 6, tức là con chó gần 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 4 tháng đấy. Đây, còn bây giờ là con chó là 3 tháng bao nhiêu ngày rồi đấy, gần 4 tháng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 3, tháng 4, tháng 5 là 3 tháng. Nếu mà đến hai mươi mấy tháng 6 này là 4 tháng này. Đây, thì mọi người sẽ biết được về sau ấy. Mọi người sẽ nhìn một con chó, mọi người có thể biết được con chó nó bao nhiêu tháng nếu nó đã thay răng rồi. Nếu mà cái răng sữa của nó đã rụng để nó thay cái răng cứng này, thì nghĩa là con chó nó phải 4 tháng trở lên đó. Còn như giả sử như bọn này nó gần 4 tháng này, là răng cửa thì rụng rồi nhưng răng nanh vẫn còn này, răng nanh vẫn là răng sữa đấy. Để dơ cao cho nó há miệng nhìn này.
nhìn cái miệng này, nhìn cái hàm răng của nó. Mọi người sẽ thấy nguyên cái răng nanh của cả mấy con nó đều đang là cái răng sữa, chứ nó chưa rụng đâu. Cái răng nanh mà răng to của cái răng của nó, nếu mà nó thay rồi là cái răng nanh của nó sẽ rất là to. Nó to hơn và nó trắng hơn. Đó. Gần 4 tháng, mấy ngày nữa là sẽ được 4 tháng. Thì em đen này là lịch là cuối tuần này là sẽ về với chủ về đực. Đến tầm này thì sẽ nhìn cái mặt của con đực và con cái này, nhìn nó có cái sự khác biệt rồi. Đó, để mọi người ngắm cún. Đợt này thì có cái đàn cún con của con Nancy là đến ngày tìm chủ thì đã có một con đực là con đực dây tím là đã đi trước về với chủ trước, là về với chủ được hôm nay là 3 ngày rồi. Nó về với chủ hôm thứ bảy, hôm nay là thứ hai, thứ bảy chủ nhật, hôm nay là coi như là hôm nay là mới được 2 ngày chứ. Nó về Huế, quãng đường cũng rất là dài và phải đi đường bộ, nhưng mà cũng may mắn là con cún nó khỏe nên là nó đi vào trong đến với chủ một cái là nó nhanh nhẹn ngay. Còn cái đặc điểm của con cún này ấy, là mình thấy có nhiều người là hỏi mình là mọi người bắt cái con cún ở chỗ khác ấy, mọi người hỏi mình là sao cái con cún của em nuôi lâu rồi mà nó không có mừng em như là cái con cún của anh, nó không có mừng, nó không có bám em như là cái con cún của anh. Thì nếu mình có thể nói là nếu mà mọi người mà nuôi con cún mà gần mà con cún nó như vậy thì nghĩa là đấy là cái tính cách của cái con cún đấy rồi. Còn giả sử như cún của mình nha, tất cả những con cún của mình từ đàn rẻ cho đến đàn đắt thì nó đều có một cái đặc điểm chung là nó sẽ rất là bám chủ. Cái trí khôn của con chó là nó hiểu là một là nó tình cảm, nhưng cái thứ hai nữa là nó hiểu là nó phải nịnh chủ thì chủ mới yêu, cho nên nó sẽ rất là bám chủ và nó chiều ý chủ. Đấy là cái trí khôn của chúng nó là như thế. Thì tất cả những cái con chó mà mình bán đi, từ con chó giá rẻ cho đến con chó giá cao, nó đều có một cái chung là chúng nó sẽ bám chủ. Trừ khi là cái trường hợp là chủ là đón con chó về nhưng mà nuôi không quan tâm đến nó, nghĩa là gần như là cái thái độ của chủ là con chó nó cảm nhận được, tức là nó có thể nó quấn ban đầu nhưng mà thờ ơ với nó kéo dài thì dần dần là nó cũng sẽ có một cái khoảng cách. Nhưng mà còn bình thường mà nuôi như bình thường, mình nói với các bạn là bình thường nuôi chỉ cần nuôi như một con chó ta thôi là con chó nó sẽ quấn chủ, đi đâu nó bám đấy. Tất cả những cái con cún của mình nó về với chủ mới nó đều như thế, nó đều sẽ có một cái đặc điểm chung là nó quấn chủ, chủ là tất cả luôn, nhất là những ngày đầu. Những ngày đầu nó mới về, nó còn lạ, nó đang bơ vơ thì chủ của nó là tất cả. Chủ đi đâu chó đi đấy. Thì những cái con cún mà các bạn nếu mà mới đón về mà các bạn gần cún mà cún nó không gần các bạn ấy thì đấy có thể nói là có thể nó rơi vào cái tình huống là cái con cún cái bản thân của nó như thế. Chứ đấy là với chia sẻ là với những cái con cún của mình là như thế. Và cái con cún là hầu như là chúng nó đều tự hiểu được khi mà chúng nó di chuyển một cái quãng đường, chúng nó về nhà mới, chúng nó ở nhà mới là chúng nó sẽ tự hiểu được là đâu là chủ, nó thường là nó sẽ quấn chủ ngay lập tức. Còn với những cái con mà nó chậm một chút, có thể là trong cái quãng đường di chuyển mà nó có cái gì đấy mà nó làm cho con chó nó có cái sự hoang mang quá độ, thì nó cũng chỉ sau một ngày hoặc là hai ngày là nó sẽ biết chủ của nó biết nhà của nó ngay. Có động lạ, có gì đấy là nó sẽ sủa ngay, chứ nó không có kể cả cái việc sủa nữa. Nó biết sủa là về nhà mà nó nghe thấy có động lạ nó sủa ngay. Cái con cún mà nó biết sủa trong nhà ấy là nó có tiếng động lạ nó phải sủa nhá, chứ không phải là cái lúc mà mình cho nó ăn rồi nó đòi ăn nó sủa thì đấy không gọi là sủa, đấy gọi là đòi.
còn trong nhà là nó nghe thấy tiếng động lạ hay là nó nhìn thấy người lạ là nó sủa. Nhưng thường ấy là những cái ngày đầu nó còn chưa biết người lạ người quen, có thể chúng nó sẽ không sủa người lạ, cộng với cái đặc tính của con chó con. Nhưng mà khi mà chúng nó nghe thấy tiếng động lạ thì chúng nó sẽ sủa. Thì đấy nó là cái bản năng nghe thấy tiếng động lạ là chúng nó sẽ sủa đề phòng. Còn với con chó con thì nó với người lạ thì chưa chắc nó đã sủa, vì có thể là nó thấy là cái người lạ là rất là thân thiện. Tóm lại là con chó con nó từ có thể là từ cái lúc đẻ ra nó nhìn thấy người là tất cả người đều thân thiện với nó, cho nên là có thể có những con nó không sủa, con bình thường nó vẫn sủa nhá. Và người lạ là mình đã chứng kiến thực tế rất nhiều lần rồi, là người lạ không dễ bế được cái con cún con này đâu, dù từ lúc chúng nó còn bé. Tức là nếu mà bình thường ấy là chủ ngồi đấy thì có thể xoa vuốt chúng nó được, nhưng mà thò tay ra mà bế chúng nó là chưa chắc chúng nó đã cho bế đâu nhá. Đấy là cái thực tế đấy. Đó thì cũng chia sẻ cho mọi người một chút. Và cái đàn chó con của con Nancy ấy thì là cái đàn chó con bây giờ là đang tìm chủ. Thì mọi người mà thích cái con cún thì cái đàn đấy là vẫn còn 4 con cái và 4 con cái và 2 con đực để mọi người chọn cún. Đấy. Và cuối tháng này là sẽ có thêm một cái đàn cún nữa ở mức giá rẻ để cho mọi người chọn cún. Tất nhiên là mọi người sẽ không thể yêu cầu cái con cún ở cái mức giá rẻ hơn mà cái chất lượng nó như là cái con cún đàn siro được. Nhưng mà nó có thể là có thể nói là những cái cơ bản của nó đều là tốt. Nhất là về tính cách, là con cún nó phải có một cái độ khôn, nó phải có một cái độ thuần người, quấn người, biết điều chỉnh theo ý chủ để cho chủ hài lòng đấy, theo kiểu như vậy. Đấy là cái khôn mà có thể nói là cái giống rốt này về cái tiêu chuẩn của nó phải đạt được như vậy. Chứ còn nếu mà con chó rốt là cái giống chó rất là khôn ở trên thế giới mà nó lại còn không khôn bằng con chó ta thì hỏng rồi. Đấy là dở rồi. Đấy là nó có cái vấn đề về cái trí khôn, về cái dòng họ nhà nó. Con chó nó có di truyền nhá, về cái thông minh của nó di truyền như người ấy. Còn cái việc mà khi mà mình chăm, mình nuôi nó từ lúc còn nhỏ, cái cách mà mình tiếp xúc với con chó con mà tốt thì con chó con nó cũng sẽ thông minh hơn. Tức là nó được tiếp xúc sớm, coi như là như kiểu nó được đi học sớm ấy, nó được gần người sớm. Nó được đi học sớm thì con chó con nó cũng sẽ thông minh hơn. Nhưng cái gốc của nó là phải từ cái khả năng vốn có của cái gen di truyền nhà nó. Mọi người có thể hiểu như thế. Có thể đào tạo một cái đứa mà cái gen của nó rất thông minh thì đào tạo cho nó thành con chó rất thông minh được. Nhưng không thể đào tạo một cái con mà cái gen của nó ở cái mức cái độ thông minh của cả dòng họ nhà nó ở cái mức trung bình mà đào tạo nó thành con rất thông minh là không thể làm được. Có thể đào tạo nó thành một con từ trung bình thành một con khá, một con đạt yêu cầu, nhưng không thể đào tạo nó thành một cái con rất thông minh được. Đó, nó phải có cái nền tảng từ gốc. Còn một cái con, cái bộ gen của nó rất thông minh, nhưng mà nếu mà mình vào cái tay nuôi mà mình không có quan tâm gì đến, tức là không cho nó đi học, đại khái như thế, nó thông minh nhưng mà nó không được tiếp xúc, nó không được học hành gì, thì nó vẫn là một cái con chó ở cái độ nhanh nhẹn của nó, nhưng mà khi mà giao tiếp này có thể nó không được như là những cái con mà, tức là nó sẽ ở cái diện là con chó nó có một cái độ hoang dại, đại khái như thế, vì nó không được tiếp xúc. Nhưng mà nó vẫn sẽ là một con chó nhanh, mình có thể khẳng định với mọi người như thế. Nếu cái phả gen của con chó nó thông minh thì nhìn cái ánh mắt của con chó nó vẫn cứ sẽ nhanh. Còn cái việc mà nó được tiếp xúc hay không được tiếp xúc thì nó ra cái kết quả là khi mà mình đây, những cái hành động này tương tác với chúng nó là nó khác nhau vậy thôi. Còn về cái độ nhanh của cái con chó là nó vẫn có một cái độ nhanh. Đấy là cái nó phải, mọi người phải phân biệt như thế. Cho nên là cùng bản thân một cái con chó đi nhập, tại sao có cái con chó con nhập về một con chó con 200 triệu một con, và cũng có con chó con nhập về nó 30-40 triệu một con đấy, bao gồm cả tiền máy bay.
thì mọi người sẽ hiểu được nó sẽ khác nhau, không phải chỉ thể hình. Với mình ấy, là mình quan tâm cái quan điểm của mình này, là cái con chó rốt này là cái giống chó rất là to, và nó là cái giống chó mà mình nuôi gần người, vì con chó là rất gần người, nhìn cái chân của con đực. Thì cái mình yêu cầu quan trọng nhất về con chó là con chó nó phải khôn. Đấy là cái yêu cầu quan trọng nhất, nó phải khôn, nó phải thuần người. Cái khôn ở đây với cái giống chó là nó bao gồm cả thông minh và cả thuần người, hiểu ý người. Đấy là cái khôn. Và cái thứ hai nữa là cái sức khỏe của con chó nó phải khỏe, nó không có những cái bệnh di truyền, nó không có những cái bệnh này kia nó phát sinh về sau, để con chó cái tuổi thọ nó ngắn. Đấy là cái thứ hai, là mình sẽ phải lọc giống theo cái kiểu như vậy. Và cái thứ ba mới đến cái thể hình của nó. Nhưng cái thể hình của nó thì lựa chọn những cái con chó bố mẹ mà thể hình chuẩn, phả gen tốt này kia, thì là nó ra con chó con ít nhất nó cũng sẽ được ở mức trung bình khá trở lên. Đến những cái con chó xuất sắc nhưng thấp của nó cũng phải được ở mức trung bình khá về thể hình. Còn về cái tính cách của nó và về cái sức khỏe của nó thì nó phải đạt được mức khá trở lên và tốt. Đó, thì hôm nay quay cái video này hơi dài một chút thôi. Chờ vài ngày nữa mình sẽ quay cái video của cái đàn chó con của con Nancy để mọi người ngắm. Đây, từ nãy đến giờ là quay ngược sáng này, bây giờ mới quay đúng cái chiều ánh sáng hắt vào để cho mọi người nhìn cái màu màng của nó, chứ không mọi người lại bảo con chó màu màng nó nhạt quá. Đấy, bây giờ mới là quay đúng chiều ánh sáng nhé. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rồi, xuống dưới đi. Đây. Tập này to lắm rồi. Hôm cách đây khoảng tầm 10 ngày là một con đực về với chủ. Khoảng tầm 10 ngày một con đực về với chủ là nó cân nặng của nó là 11 ngày. Thì cái cân nặng của nó hôm đấy là được bao nhiêu rồi, được hình như 15 cân rồi. Con này thì không cân đâu. Con đực hôm đấy là không biết nó được, nó phải được mười mấy cân rồi đấy. Hình như là 14 cân thì sao. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Đấy, sợi liếm lại, yêu thế.